Xin chào các bạn đang theo dõi truyện Sông và Ngõ Âm Dương, hồi thứ 3, Anh Thi. Phần 3, công trình Long Đao Cương đã dừng lại hơn một tháng, tổn thất hơn 100 triệu. Chỉ cần có người giải quyết được cái chuyện quỷ dị ở Long Đao Cương, cam đoan khởi công đúng thời hạn, e rằng là mấy ngàn vạn người ta cũng vui lòng mà trả. Ông ta tích cực thuyết phục chúng ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Ngày mai rồi điều tra thử. Tôi lên lầu trước đây. À đúng rồi, đối ngoại thì tôi vẫn là tiểu đạo sĩ mới nhập môn, không có cấp bậc, đừng vạch trần tôi đó nha. Cậu nói với Hà Thiên Na và Cao Thiên Lượng, bảo họ chú ý một chút. Vâng. Trần Dương mở cửa vào phòng, nhìn thấy Đỗ Sóc ngồi cạnh bàn, xoay lưng ra cửa sổ. Cậu đi đến, vừa lấy thức ăn trong giỏ ra, vừa nói: Sao lần này anh giải quyết công việc nhanh thế? Đỗ Sóc liếc nhìn cậu một cái. Chưa, còn chồng chất trên mặt bàn chờ phê duyệt kia. Cấp trên bằng lòng cho anh đi sao? Cậu vừa nói vừa đưa đũa cho hắn. Em cố ý bảo ông chủ bỏ thêm cay cho anh đó, anh nếm thử xem. Anh chính là cấp trên. Đỗ Sóc nhận lấy đôi đũa, nếm thử một miếng đậu hũ, vẻ mặt thản nhiên. Không ngon bằng em làm, phải không? Đây là món nổi tiếng đặc biệt ở cổ trấn đó. Trần Dương tự động xem nhẹ câu trước của Đỗ Sóc. Đàn ông đều như vậy, trước mặt bạn đời cứ thích khoe khoang về bản thân, hổng ngại khuếch đại sự thật. Đỗ Sóc đặt đũa xuống, ngoắc ngoắc cậu lại. Đến đây, làm gì? Trần Dương vừa đi qua vừa hỏi. Đỗ Sóc đứng dậy, bất ngờ ngậm lấy đôi môi của Trần Dương. Mùi đàn hương thản nhiên như có như không tràn ngập trong miệng. Một lúc lâu sau, Đỗ Sóc lùi ra. Thế nào? Ừ, cũng được. Đỗ Sóc mặt không biến đã sắc. Thế anh mới nói không ngon bằng em làm. Cậu lầm bầm một tiếng. Ừ. Sau đó cậu rút hai chân, ngồi lên sofa, ôm gối, che đi hai cái má nóng rực, hỏi nhỏ. Anh phải dè dặt một chút, ảnh hưởng không tốt. Vợ chồng già, chẳng lẽ còn phải ảnh hưởng đến đứa nhỏ? Trần Dương bị nghẹn. Anh Đỗ, gần đây anh nói chuyện rất lưu manh, trước kia anh không có nói những lời này. Trước đây Đỗ Sóc rất là chững chạc, trên giường, dưới giường đều không có nhiều lời, cũng không đùa giỡn lưu manh như vậy. So với chồng, hắn càng giống anh trai hay ba ba chăm sóc và dạy dỗ cậu hơn. Em ghét à? Không ghét, nhưng không quen. Có cảm giác mới lạ không? Thì có, vậy là tốt rồi. Đỗ Sóc đặt cái đũa xuống, cất bát đĩa không vào trong giỏ, mang ra cửa cho nhân viên phục vụ. Sau đó hắn quay lại, ôm Trần Dương về phòng ngủ. Khi nào Trương Đậu Cầu về? Cơm nước xong sẽ quay lại. Phòng cách âm thế nào? Trần Dương ngoan ngoãn dựa sát vào lòng ngực Đỗ Sóc, biết rõ hắn muốn làm gì, nhưng không hề có ý muốn phản kháng, ngoan ngoãn giống như cô vợ nhỏ vậy. Em không biết, vừa vào ở mà. Đỗ Sóc nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không sao. Lúc đóng cửa phòng ngủ, hắn thuận tiện hạ chú tĩnh âm, lại có ý xấu không nói cho Trần Dương biết. Báo hại, cả quá trình cậu đều lấy tay che miệng, bị bắt nạt đến khóc cũng không dám phát ra âm thanh, chỉ sợ Trương Đạo Cầu đã về mà nghe thấy được. Nhìn cái dáng vẻ của vợ bé nhỏ che miệng khóc không ra tiếng, làm cho Bát Âm Đại Đế càng muốn bắt nạt. Vì thế, hắn lại xuất lực khiến cậu suýt nữa hỏng mất. Một lúc lâu sau, Trần Dương mất hết sức lực nằm trên giường. Cậu liếc nhìn giờ, đêm đã khuya rồi. Đồ Sóc ôm cậu vào phòng tắm, giúp cậu tắm rửa, sau đó lại đặt về trở bên giường. Bản thân hắn cũng nằm xuống cùng. Trần Dương nhích lại gần Đồ Sóc, hùng hãn cắn lên cổ hắn, lên án nói, anh bắt nạt em. Giọng nói khàn khàn, toàn thân thì mềm nhũn, lên án lại giống như là đang làm nũng. Đồ Sóc mặc cậu muốn làm gì thì làm. Sau khi Trần Dương mơ mơ màng màng lâm vào giấc ngủ, hắn khẽ cắn bên tai cậu nói thì thầm, duy trì cảm giác mới lạ. Ngày hôm sau, lúc cậu thức dậy, bên cạnh đã trống không. Nếu không phải có dấu vết hõm xuống chứng tỏ đã có người từng ngủ qua ở đây, thì cậu còn tưởng rằng việc Đỗ Sóc đến chỉ là một giấc mơ. Trần Dương đứng dậy, toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, ngoại trừ ở thắt lưng có hơi mỏi một tí, thì nơi bí ẩn kia khó chịu, còn lại thì đều là khá tốt.
Cậu đi ra ngoài, trông thấy Trương Đạo Cầu đang ngồi trên sofa dùng notebook điều tra tư liệu, thuận tiện ghi chép lại. Cậu rót cho mình một ly nước rồi đi qua, lờ lờ, giả bộ lơ đãng hỏi: "Tối qua cậu có nghe thấy âm thanh gì không?" Trương Cầu Đạo không ngẩng đầu lên mà nói: "Không có." Trần Dương nhẹ nhàng mà thở ra, may mà tối qua cậu che miệng không phát ra âm thanh, nếu không sáng nay gặp mặt sẽ xấu hổ đến cỡ nào. Trương Cầu Đạo nâng mắt, không nói cho Trần Dương biết là khuya hôm qua hắn thức dậy đi uống nước, nhìn thấy Độ Sóc cũng ra ngoài rót nước, mà ở trên cổ hắn có cái vết cắn mới toanh. Và còn nghe được Trần Dương uống nước Độ Sóc lấy vào xong, khàn khàn giọng oán giận hắn không biết tiết chế. Trương Cầu Đạo nghĩ nghĩ, sau đó lại lựa chọn không nói. Hắn nhìn cái da mặt cực mỏng của cục trưởng Trần không dày, tránh cho cậu xấu hổ, vẫn là không nên nói ra. "Anh Trần, tôi đã điều tra chuyện ở Long Đao Cương, phát hiện từ đó đến nay, nơi này thường xuyên xảy ra chuyện quỷ dị, luôn không yên ổn. Mặc dù thay đổi mấy nhà khai phá, tất cả bọn họ đều không tin quỷ thần, nhưng họ đều chết vì tai nạn bất ngờ. Nhà khai phá gần đây nhất là người Hồng Kông, tín ngưỡng quỷ thần mời cao tăng ở chùa Bạch Mã đến siêu độ, thế mà vẫn có người chết. Ngay 2 tuần trước, một công nhân nửa đêm thức dậy treo cổ chết ở trên lầu. Một công nhân khác thì nửa đêm không cẩn thận trượt chân, ngã úp xuống vào hồ nước bị chết đuối. Lúc được phát hiện thì cả khuôn mặt hắn sưng lên, hố nước thậm chí không có đến tới mắt cá chân. Công nhân kia cũng không uống rượu." "Tà môn như vậy sao?" Trần Dương đi qua, Trường Cầu Đạo chuyển cái màn hình laptop đến trước mặt cậu, trên đó ghi chép của hắn. "Còn nữa, liên tục một tuần nay, người khai phá ở Long Đao Cương bỏ rất là nhiều tiền mời thiên sư từ cấp 7 đến cấp 4, biết rõ không giải quyết được, vẫn còn mời nhiều thiên sư như vậy. Tôi thật không đoán được là ông ta muốn làm cái gì." Trần Dương ghi nhớ tất cả tư liệu, sau đó mở lịch sử của Long Đao Cương ra xem. Long Đao Cương là quỷ môn quan, vốn đã tà môn, nhưng gần đây quỷ môn quan chắc chắn có vật trấn tà, phòng ngừa oán khí, tà khí, âm khí thay nhau quấy phá, phá hỏng linh khí của đất trời nơi đó. Nhưng dù thế nào thì Long Đao Cương này cũng không phải là chỗ xây nhà cho người ở, chắc chắn sẽ phát sinh tai họa. Cái gọi là quỷ môn quan thì 10 người đi, 9 người không về, có gan ở lại quỷ môn quan cũng không có mệnh để sống sót. Vậy nên Long Đao Cương tuyệt đối không thể xây nhà hoặc khai phá thành khu trung tâm thương mại. "Chúng ta có so tài với tà thiên sư không?" Trần Dương lắc đầu nói: "Chưa nói đến cái việc so tài với ông ta hay không, vừa nghe đã biết ông ta muốn tính kế chúng ta rồi. So cái gì mà so, sát khí ở quỷ môn quan rất nặng, khẳng định dính đến người. Nếu vật trấn tà không tà môn như vậy, trong vòng 2 tuần ngắn ngủi đã không chết 2 mạng người Ý của anh là có thể bọn họ đã đào cái vật trấn tà đi, và cũng có thể là đã làm hỏng. Chẳng lẽ hiện tại bọn họ nóng lòng muốn tìm cách thay thế vật trấn tà?" "Không phải không có khả năng." Trần Dương trả lại cái notebook cho Trương Cầu Đạo. "Chuyện này giao cho cậu điều tra, tôi đi theo Hà Thiên Na đến trường quay đây." "Vâng." Trương Cầu Đạo khép lại notebook, lưng đeo ba lô chuẩn bị rời đi. Lúc đến quyền quan, hắn bỗng nhiên quay đầu lại: "Anh Trần, em gửi một folder cho anh trong web chat, anh download đi nhé." "Folder gì?" "Kinh văn mà thiên sư thăng cấp cần học thuộc. Cố lên anh Trần, sáng nay lúc vị kia rời đi có cố dặn tôi là nói với anh một câu, nhớ ôn tập." Trần Dương chán nản. Sau đó cậu cũng thu dọn đồ đạc, đi theo Hà Thiên Na đến phim trường. Lúc đến trường quay còn gặp được Cao Thiên Lượng, thế nhưng không thấy Tào Thiên Sư đâu, ngược lại lại thấy một tên đệ tử của ông ta. Quần mắt của Cao Thiên Lượng đen thui. "Đại sư, ngài có cách nào đuổi anh Linh đi không?" "Sao vậy?" "Tối qua nó đi vào giấc ngủ của tôi, khóc lóc thê lương thảm thiết, làm tôi đau đầu luôn, còn cắn tôi trong giấc mơ nữa, cắn đến nỗi máu thịt nát bét, xích nữa thì không tỉnh lại được." "Cắn anh, cắn chỗ nào?" Cao Thiên Lượng sửng sốt, chần chờ rồi nói: "Lúc đầu là cổ, sau đó là bụng." Nói đến đây vẻ mặt đau khổ. "Bây giờ tôi nhớ lại, cả người còn phát lạnh." Tay trái Trần Dương khoác lên vai Cao Thiên Lượng, chỉ là tùy ý khoác vai thôi mà làm cho hắn không thể động đậy được.
Sao, sao vậy? Ngón trỏ và ngón giữa của Trần Dương kẹp lấy cổ áo của hắn, lặng lẽ kéo ra. Cậu trông thấy một cái dấu răng màu đen rất là kinh dị, như là dã thú gặm cắn vậy đó. Cố tình Cao Thiên Lượng lại không có cảm giác chút nào, thậm chí hắn cũng không có cảm giác đau đớn. Không, không có gì. Trần Dương buông tay, lạnh nhạt nói, bùa hôm qua cầu đạo đưa cho anh đâu? Tôi đặt trong áo lót, lúc nào cũng mang theo bên người. Cao Thiên Lượng muốn lấy lá bùa ra, kết quả là một tay tro bụi. Gương mặt hắn lập tức trắng bệch. Lúc này có ngốc cũng mới biết giấc mơ tối qua rất kỳ quái. Nói không chừng không có lá bùa này, hắn sẽ chết luôn trong giấc ngủ rồi. Đại sư, làm thế nào bây giờ? Thoải mái đi. Cậu cúi đầu lấy một xấp bùa trong ba lô ra đưa cho Cao Thiên Lượng. Không cần tiền, dịch vụ đã bao gồm các gói dịch vụ của chúng tôi. May mà trước khi đi, cậu đã tìm Mao Tiểu Lỵ vẽ bùa cả đêm. Trở về phải chia cho cô nàng một ít doanh thu của mối làm ăn này mới được. Có ý gì? Đại sư, cậu không giúp tôi siêu độ anh Linh kia sao? Hiện tại không có điều kiện siêu độ. Yên tâm đi, cái sắp bùa này có thể giúp anh cầm cự được 10 ngày nửa tháng. Dùng xong, tìm tôi lấy thêm. Tôi bảo người chuyển phát nhanh đến đây thêm một hộp. Mấu chốt là tôi bị làm sao, như vậy có thể ngủ được. Cao Thiên Lượng đau khổ nói, vậy à? Trần Dương suy nghĩ đến cái điều gì đó, anh có từng nghe đến dạ khóc lan chưa? Cao Thiên Lượng gật đầu, dạ khóc lan là trẻ nhỏ nửa đêm khóc không dứt. Cũng có lời đồn là do bọn nhỏ nghe được cái tiếng khóc quỷ dị vào ban đêm, bị dọa sợ nên khóc không ngừng. Vì thế có một biện pháp dân gian, thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, ngã ra hũ cá dạ khóc lan, quá vải ân khách niệm tam biến, nhất giác thủy đáo đại thiên quang. Mà cũng có nghĩa là thiên linh linh, địa linh linh, gia đình này có đứa trẻ khóc đêm, người qua người lại nhẹ giọng nhẹ nhàng dỗ đôi ba câu, đứa trẻ thôi khóc mà ngủ đến sáng. Bảy cái tờ giấy đỏ, viết cái câu này lên, sau đó dán ở những cái khu náo nhiệt. Trong lúc đó thì không có được quay đầu lại, phải luôn đi về phía trước. Có tác dụng sao? Có. Cao Thiên Lượng gật đầu, lập tức đứng dậy, gọi người cắt cái bảy cái tờ giấy đỏ đến, viết câu hát kia, rồi ra quán ở những nơi náo nhiệt, không quay đầu lại, rồi rời đi. Quả nhiên, đêm đó, không có nghe thấy tiếng khóc con nít nữa, tuy hôm sau thức dậy, vẫn không mất một cái lá bùa. Mà hắn cũng không có phát hiện là sau lưng của hắn đầy dấu tay đen của trẻ sơ sinh, nhưng Trần Dương thì nhìn thấy. Mà đối với trẻ sơ sinh đã chết non, thì độ khoan dung của cậu luôn rất cao. Ban đêm, thừa dịp Cao Thiên Lượng ngủ say, Trần Dương gọi anh Linh lên và nói cho nó biết là Cao Thiên Lượng sẽ thờ cúng và làm việc thiện tích đức cho nó, sau đó còn đốt đồ chơi để vỗ về nó nữa. Lúc này, tiểu anh Linh mới bỏ cái suy nghĩ là hại chết Cao Thiên Lượng, cầm đồ chơi cực kỳ cao hứng chơi đùa. Sau đó nó còn cứu Cao Thiên Lượng một mạng, khiến hắn cảm kích, thật lòng tích đức cho nó. Nhưng cái chuyện này cũng là cái chuyện sau này, tạm thời thì bây giờ không nhắc đến. Lúc này Hà Thiên Na đang quay phim, khẩu súng giả đang kề bên trán cô. Hà Thiên Na vốn không được cử động, nhưng khi bàn tay chạm vào túi quần, lòng bàn tay bỗng nóng rực lên như bị phỏng. Cô á một tiếng, sau đó theo phản xạ cử động né qua một bên, viên đạn trong khẩu súng sượt qua cổ cô, lập tức lưu lại một cái tia máu. Mà nền đất cũng xuất hiện một cái vết lõm của viên đạn, cả trường quay đều im lặng như tờ. Người cầm súng giả đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng hét lên, rồi lùi ra sau một bước, không cẩn thận, lại trượt chân ngã xuống đất một lúc lâu vẫn không thấy dậy. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện mắt hắn trợn trắng, sau gáy chảy máu đỏ tươi, đã tắt thở. Lúc này toàn bộ đoàn phim đều náo loạn lên. Hà Thiên Na ngồi trong phòng nghỉ vẫn kinh hồn khi chưa bình tĩnh lại được. Trợ lý đang xử lý vết thương trên cổ cô. Đạo diễn nhìn Cao Thiên Lượng, hắn quyết định nhanh chóng báo cảnh sát. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn Trần Dương, đại sư. Trần Dương lắc đầu mà không nói gì. Cao Thiên Lượng lập tức sai người phong tỏa phim trường, triệu tập tất cả mọi người, nhất là diễn viên quần chúng và nhân viên phụ trách đạo cụ. Người vừa nổ súng là một diễn viên quần chúng, khẩu súng trong tay hắn là súng thật, thế nên nhân viên đạo cụ bị gọi đến.
Người kia mặt mày trắng bệch, không, không phải tôi không biết, tôi chưa, tôi đưa, tôi rõ ràng là đưa súng giả. Đạo diễn Lưu, xin ngài tin tôi. Tiểu cao tổng, tôi thật sự, tôi làm ở quan ảnh đã 4 năm rồi, từ đó đến giờ, đạo cụ chưa từng xảy ra cái vấn đề gì, tôi thật sự không biết. Nhân viên đạo cụ bị sợ hãi đến nỗi nói năng lộn xộn cả lên, gương mặt Cao Thiên Lượng âm trầm, thế mà lại có vài phần dọa người. Có phải vô tội hay không thì đợi cảnh sát đến sẽ biết. Trần Dương đi qua nhặt cái khẩu súng không ai dám đụng vào. Cậu thử bóp cò, viên đạn bắn ra là đạn giấy. Cậu nói với Cao Thiên Lượng, không phải thì súng thật. Nhân viên đạo cụ thở phào nhẹ nhõm, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhìn Trần Dương nói, tuyệt đối không thể là súng thật. Mỗi lần tôi chuẩn bị đạo cụ đều kiểm tra tới lui 4 năm bận. Đạo cụ đưa đến tay diễn viên đều phải qua tay tôi. Cao Thiên Lượng lên tiếng, được rồi, tôi biết rồi. Sau đó hắn quay qua Trần Dương, nói với cậu, nếu vừa rồi Hà Thiên Na không né, thì cái viên đạn đó thật sự bắn vào yết hầu của cô ấy. Quả thật giây phút đó quá nguy hiểm, đáng sợ nhất chính là người nổ súng bị trượt chân ngã một cái, vừa khéo gáy đập vào cục đá chết ngay tức khắc, thật sự giống như là giết người diệt khẩu ấy. Trần Dương đi tiếp đến cái chỗ viên đạn bị bắn xuống nền đất, cúi người nhặt cái viên đạn trong lỗ hổm kia lên. Cậu nhìn kiểm tra nhưng cũng không có nói tiếng nào. Cao Thiên Lượng cũng đi đến xem, vừa nhìn thoáng qua, đồng tử của hắn lập tức co rút lại. Đó không phải là một viên đạn, mà là một lá bùa chế thành hình viên đạn. Viên đạn giấy có thể làm cho Hà Thiên Na bị thương, có thể đục lỗ xuống mặt đất sao? Tất nhiên là không, nhưng nếu ở trên đó vẽ bùa thì lại khác. Những chuyện liên quan đến giới thiên sư, chuyện gì cũng biến thành tà thuật. Trần Dương thu cái viên đạn giấy, đi sau đó về phía phòng nghỉ của Hà Thiên Na. Cao Thiên Lượng căn dặn người ở đoàn phim giám sát chặt chẽ mọi người, không cho phép ai ra vào, cũng không được để phóng viên vào, chờ cảnh sát đến nhận thi thể. Hà Thiên Na vừa thấy Trần Dương bước vào, lập tức đuổi trợ lý đi, sau đó nói với cậu, đại sư, mấy thứ kia ra tay với tôi căn bản khó phòng bị. Lúc này cô thật sự là tín nhiệm Trần Dương, bởi vì cô biết nếu không có lá bùa của cậu đưa cho, cô sẽ không vì bất an mà chạm phải lá bùa, lòng bàn tay nóng lên mới thoát khỏi được một cái kích trí mạng này. Lúc thấy cậu vào, cô mới nhớ ra cái lá bùa, bèn vội vàng lấy ra, đáng tiếc bùa đã sớm hóa thành tro, giờ thì còn gì không hiểu nữa. Đại sư, anh còn bùa không? Hết rồi, vừa đưa cho tiểu cao trọng hết rồi. Hà Thiên Na nghe vậy, ai quán nhìn Cao Thiên Lượng, tiểu cao tổng, anh xem chia cho em hai lá bùa được không? Cao Thiên Lượng lắc đầu từ chối, anh cũng chỉ có mấy lá thôi, không có nhiều. Trần Dương liếc nhìn Cao Thiên Lượng, tuy cậu không có đếm, nhưng cái sắp giày đó phỏng chừng cũng phải đến mấy chục lá. Hà Thiên Na lại nói tiếp, tiểu cao tổng, không phải lúc trước anh muốn hẹn, làm gì có. Cao Thiên Lượng cắt ngang Hà Thiên Na, vội vàng phủ nhận, đừng có nói bậy. Anh là kính trọng người có nguyên tắc như em. Hà Thiên Na không biết nói gì. Trần Dương lên tiếng, bây giờ đã có người chết trong đoàn làm phim, hẳn là việc quay phim sẽ bị dừng. Nếu tiếp theo cô cần đến nơi đông người, tôi sẽ đi theo bảo vệ cô. Hơn nữa, hiện tại tôi cũng biết sơ sơ cái người muốn hại cô thuộc môn phái nào, dùng phương pháp gì rồi. Rốt cuộc là ai muốn hại tôi? Trần Dương mở cái viên đạn giấy ra, chỉ cái ký hiệu trên đó. Ký hiệu của hàng đầu sư Thái Lan. Hà Thiên Na hoảng sợ, dù cô chưa từng đến Thái Lan nhưng cũng đã nghe nói về sự lợi hại phi thường của các hàng đầu sư. Bọn họ mà muốn hại người thì người khác khó lòng mà đề phòng được. Vả lại, thuật tu pháp của bọn họ đa số là tà thuật, vô cùng thâm độc. Lại liên tưởng đến cái tin đồn nuôi tiểu quỷ trong giới gần đây thì Hà Thiên Na lại càng rét hơn. Rõ ràng cô bị người khác căm ghét, cố tình thỉnh hàng đầu sư hại cô mà. Có cách gì quá giải không? Biết lai lịch của đối phương, lại biết hắn dùng cái loại pháp thuật gì cũng không khó đối phó. Phương pháp cái gì? Trần Dương không trả lời mà nhìn chằm chằm vào cái lá bùa ở trong bàn tay một lúc. Sau đó cậu thu tay trả lời cô. Tối lại nói, à đúng rồi, học trò của Tào Thiên Sư đâu?
Không phải người đại diện của cô nhờ họ giải quyết chuyện lần này sao? Hà Thiên Na nhíu mày, hơi không vui mà nói, tôi cũng không biết chị Kim Ân tìm mấy cái người này ở đâu nữa. Trước kia cô quen bọn họ thế nào? Tào Thiên Sư đột nhiên xuất hiện ở trong giới, rồi lại đột nhiên nổi tiếng. Rất nhiều minh tinh gặp phải chuyện quái dị đều thích tìm ông ta. Lúc Đoạn Thị Đế bị truyền video kia, Hà Thiên Na bỗng nhỏ giọng, nghe nói là hắn nuôi tiểu quỷ bị phản phệ, mời Tào Thiên Sư mới giải quyết được. Trần Dương cao mày, mấy người tiếp xúc với Pháp Sư Thái Lan, hàng đầu sư còn nuôi tiểu quỷ, bái tượng Phật bốn mặt với cả Bạch Long Vương, vậy mà không một ai tìm hiểu về Thiên Sư Tông Nước sao? Hà Thiên Na mỉm cười nói, đó là bọn họ, tôi thì không có thèm gửi gắm cái giấc mộng của bản thân vào thần quỷ. Thiên hạ không có bữa tiệc nào là miễn phí cả. Có lẽ ngay từ đầu bọn họ sẽ thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, nhưng cuối cùng thì là thứ có được bằng thủ đoạn, sớm muộn gì cũng bị phản phệ. Đến cái lúc trả giá thì còn phải trả gấp bội những cái thứ mà họ đã đạt được. Trần Dương kinh ngạc mà nhìn Hà Thiên Na, không ngờ cô lại thấu tình đạt lý như vậy. Cô nói rất đúng, cầu thần, cầu Phật không bằng cầu mình. Chỉ buổi tối mới có thể giải quyết chuyện hàng đầu sư kia sao? Đại sư, hiện tại tôi sợ hãi, tâm trí cũng không bình tĩnh lại được, không dám ở một mình, lại càng không ở dám cùng những người khác, chỉ sợ không biết làm sao mà mình bị hại chết. Vậy đi, Trần Dương nhìn Cao Thiên Lượng nói, Cao tiên sinh, không bằng anh ở bên cạnh Hà tiểu thư đi, trên người anh có bùa, lúc cần thiết thì ném cho tiểu thư một lá. Cao Thiên Lượng rất là do dự, nhưng nhìn cái dáng vẻ sợ hãi của Hà Thiên Na, tâm lý thương hương tiếc ngọc của hắn nổi lên. Hắn là đàn ông cao to, sao có thể nhát gan như phụ nữ được? Anh sẽ bảo vệ em. Tối đó Trương Cầu Đạo trở về, lấy trong ba lô ra vật bằng đồng, trông có vẻ rất là cũ kỹ đặt trên bàn. Hôm nay tôi cứu được một người chúng ta ở cổ trấn, lấy được cái thứ này trong tay hắn. Đúng rồi, hắn là công nhân ở Long Đao Cương, sau đó chúng ta thì bị sa thải. Trần Dương cầm lấy cái thứ bằng đồng đó lên nhìn. Cái thứ đó to bằng cái bàn tay, mặt hình thú, đầu thì có hai cái sừng nai, mắt trợn trừng, há mồm đến gáy. Người không giống người, mà thú không giống thú. Nhìn một cái là đã thấy không phải cái thứ tốt lành gì rồi. Là một cái thứ đồ kinh tởm, không rõ phải gọi là cái thứ gì. Minh khí. Trần Dương liếc mắt một cái đã nhìn ra cái lai lịch của thứ này. Trương Cầu Đạo gật đầu nói, là minh khí, đồ vật được đào được ở Long Đao Cương. Minh khí còn được gọi là đồ vàng mã, là đồ dùng của người chết, rất tà môn. Cái thứ trước mặt đây không phải là minh khí bình thường, mà là thú trấn mộ. Thời cổ đại, sau khi người chết đi, vì phòng ngừa cô hồn ác quỷ quấy nhiễu vong hồn người chết, tu hú chiếm tổ chim khách, thì sẽ bố trí thú trấn mộ trong mộ. Dưới Long Đao Cương có mộ cổ à? Không giống, Trần Dương vừa hỏi lại thì lập tức phủ nhận. Ngược dòng lịch sử của Long Đao Cương thì từ xưa đến nay đều là nơi binh lính đóng quân, chiến loạn liên miên, vô số người chết. Sau đó dân trong thành lại trải qua một trận thảm sát, trở thành bãi tha ma nổi tiếng. Ai mà ngu đến mức lại xây mộ ở trên cái quỷ môn quan như vậy? Mà minh khí rất âm, chí tà, ngoại trừ làm vật chôn cùng thì nó còn có một cái tác dụng khác, đó là trấn áp sát khí. Trong Long Đao Cương là quỷ môn quan nặng sát khí, không phải không có khả năng là sinh ra hung thần. Nhưng mấy năm gần đây, ngoại trừ lúc khởi công có tai nạn người chết, căn bản không ảnh hưởng đến phong thủy của cổ trấn thành quy. Điều này chứng tỏ Long Đao Cương có vật trấn tà. Mà nhìn thú trấn mộ này mà có thể hiểu được là vật trấn tà của nơi này là cái gì. Cậu còn thăm dò được gì nữa? Trương Cầu Đạo nói tiếp, nghe một ông cụ ở đây nói thì năm đó lúc khai phá Long Đao Cương có đào được một cái quan tài bằng đá. Trong quan tài là một nữ thi sống động, mặc đồ cưới màu đỏ, ôm rất là nhiều vật bồi táng. Mà năm đó nơi đây hẻo lánh lạc hậu, rất khó truyền tin, nên khi quốc gia nghe tin thì quan tài đá đã bị nhà đầu tư đào lên, thậm chí tất cả đồ bồi táng cũng đều bán đi hết. Sau đó hắn cho rằng đây là một quần thể cổ mộ, sợ quốc gia phát hiện không cho phép khai phá,
Vì thế ra lệnh giấu giếm tin tức. Lúc đào tiếp lại đào được 8 cái cổ quan tài ở những nơi khác nhau. Trong 8 cái quan tài có xương trắng, vừa có ánh sáng, tất cả quần áo xương cốt đều hóa thành tro bụi. Sau đó bắt đầu liên tục có người chết, phỏng chừng đến 8 người. Nhà đầu tư thì càng liên tục gặp tai nạn bất ngờ, cuối cùng giấu không được nữa, mới báo lên chính quyền. Sau đó mời vài cái thiên sư thượng thanh một lần nữa bố trí lại mới áp chế được cái việc này, cũng dặn dò tuyệt đối không được khai phá Long Đao Cương. Làm cái vành đai xanh hoặc cái công viên thì được, ban đêm không có được ra vào Long Đao Cương, đáng tiếc là người chết vì tiền. Biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn có người cảm thấy bản thân là ngoài ý muốn, muốn chiếm giữ cái khu đất này để khai phá. Quan tài đá, có mộ thất à? Không có. Có quan tài mà không có mộ, không nhập luân hồi. 8 cái hòm quan tài trấn thi là cực hung sát. 8 hòm quan tài trấn thi giống như 8 hòm quan tài không mộ sao? Gần giống, đều là để trấn áp ác sát. Chẳng qua Long Đao Cương là lấy sát dưỡng sát, lấy hung dưỡng sát, rồi lại lấy sát trấn sát, lấy hung trấn sát. Thấy Trương Đạo Cầu cao mày không hiểu, cậu bèn giải thích tỉ mỉ. Đây là trận pháp cổ xưa nhất, 8 cổ quan tài cùng với quan tài đá kia đều là quan tài trấn thi, dùng để trấn áp cái sự hung ác của những người đã nằm trong quan tài ấy, mà 8 cổ hung thi ấy cũng dùng để trấn áp hung ác của thi thể trong quan tài đá. Đây cũng chính là lấy hung trấn sát. Mà cái hòm quan tài trấn thi dùng để trấn áp thi thể hung ác, mà những cái thi thể trong quan tài này được chôn xuống đều là dùng ngũ hành bát quái tính toán phương vị trong đất để trấn áp hung thi trong cái cổ quan tài đá đó. Lúc này Trương Cầu Đạo mới nói, vậy cái nữ thi trong quan tài đó có lai lịch thế nào? Có thể hung ác đến nỗi phải dùng 8 cái quan tài trấn áp, 8 cái hòm quan tài không mộ chính mà dùng để trấn áp long sát sao? Trần Dương lại trả lời, nữ thi không hung, hung là Long Đao Cương. Trần Cầu Đạo lại không hiểu. Từ xưa, Long Đao Cương đã là bãi tha ma, quỷ môn quan, sát khí rất nặng. Nữ thi dùng để trấn sát Long Đao Cương. Nhưng người trấn sát không được luân hồi, đời đời kiếp kiếp bị vây trong cái quan tài đá đó, oán khí càng lúc càng nhiều. Âm khí và sát khí của Long Đao Cương dưỡng nữ thi thành ác sát, đồng thời 8 quan tài kia cũng trấn áp nữ thi kia xuống, lúc phải hấp thụ mạng người lại dùng mạng người dưỡng nữ thi, khiến cho tất cả biến thành ác sát, có khả năng là tu thành la sát. Thật ra đây là trận pháp vừa khắc chế vừa hỗ trợ nhau, hung thi 8 quan tài, nữ thi quan tài đá và Long Đao Cương quỷ môn quan vừa trấn áp vừa dưỡng thành sát. Chỉ khi nào nữ thi tu thành la sát thì trận pháp sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó oán khí lên đến tận trời. Trong thời gian ngắn toàn bộ thành phố Quy sẽ xuất hiện vô số cái chết ngoài ý muốn. Long mạch Trung Quốc có 8 nhánh, toàn bộ đều có nguồn gốc từ núi Côn Lôn. Trong đó long mạch ở phía nam kết thúc ở thành phố Quy, Long Đao Cương vừa dặn là chỗ cắt của long mạch. Nếu quỷ môn quan mở ra, phong thị bị hủy, trực tiếp cắt long mạch thành hai đoạn. Long mạch của Trung Quốc nếu thiếu một nhánh cũng không được, mất một nhánh cũng sẽ ảnh hưởng tới tất cả vận mệnh của quốc gia. Trương Cầu Đạo nghiêm túc nói, thế có liên quan gì đến long mạch? Đó là suy đoán của tôi, có khả năng nữ thi sẽ chưa tu thành la sát. Cũng có thể cho dù tu thành la sát cũng không chắc sẽ ảnh hưởng đến phong thủy và long mạch của thành phố Quy. Trương Cầu Đạo lắc lắc đầu nói, sự tình liên quan đến long mạch, dù có phải suy đoán hay không, tôi đều phải báo lên Hiệp hội Đạo giáo và Tổng cục. Thế nhưng Long Đao Cương nằm trên vị trí quan trọng là long mạch, không thể bị người khai phá mới đúng. Cho nên tôi chỉ đoán thôi, có lẽ Long Đao Cương không đủ ảnh hưởng đến phong thủy của thành phố Quy. Sau đó thì Trương Cầu Đạo báo cái việc này lên Hiệp hội Đạo giáo và Tổng cục, chuyện liên quan đến long mạch không thể đùa được, đồng thời thông báo cho các ban ngành liên quan. Hiệp hội Đạo giáo phái người đến điều tra tình hình, mà hiệu suất làm việc của chính phủ cũng ngày càng cao. Ngày đêm đó đã có người đến cổ trấn ngăn cản cái việc khai phá Long Đao Cương. Đáng tiếc, đêm đó vẫn có người bị hại.
Hiện tại đã có 4 người bị giết, 8 hồng cẩu quan tài trấn thi giờ đã đủ 4 xác. Lúc này Trần Dương hỏi, Tào Thiên Sư có động tĩnh gì không? Không có. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đêm đó Trần Dương và Trương Cầu Đạo ngồi trong phòng khách trong khách sạn của Hà Thiên Na chờ Hàn Đầu Sư tới. Hà Thiên Na nằm trên giường trong phòng ngủ, cầm cái lá bùa trong tay nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong phòng chỉ bật một cái đèn nhỏ, ánh sáng lờ mờ kỳ quái. Một lúc lâu sau, cô lặng lẽ đứng dậy, mở cửa phòng ngủ. Đại sư, hình như không có động tĩnh. Trần Dương quay đầu lại nói, không nhanh như vậy đâu, quay về nằm tiếp đi. Ừ, Hà Thiên Na hậm hực quay vào. Lúc này Cao Thiên Lượng cũng chặt chặt hai tiếng rồi lên tiếng. Nếu bảo tôi nằm một mình trong phòng ngủ giống cô ấy, tôi cũng sợ. Vậy hay là anh vào cùng cô ấy đi. Trương Cầu Đạo lên tiếng. Cao Thiên Lượng xua tay. Không, không, nếu tôi ở đó, tên Hàn Đầu Sư kia không đến thì làm thế nào? Không đâu. Trương Cầu Đạo cất điện thoại di động, nhìn lên đồng hồ. Mua một tặng một, tội gì không đến. Trần, 12 giờ rồi. Trần Dương gật đầu. Từ 12 giờ khuya đến 2 giờ sáng là thời gian hung tà nhất. Hàn Đầu Sư kia muốn hại Hà Thiên Na thì chắc chắn sẽ hành động trong khoảng thời gian này. Lúc này trong phòng rất là yên tĩnh, chỉ bật một cái đèn nhỏ mờ mờ, ánh sáng rất là quỷ dị. Hà Thiên Na trở mình nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban đầu cô còn sợ hãi, dù có Trần Dương và Trương Cầu Đạo ở bên ngoài cô vẫn sợ, nhưng nằm suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn sóng yên biển lặng, cô không còn sợ nữa, thậm chí còn muốn gọi bạn bè đến đánh một ván. Thế nhưng khi cô vừa mới mở game trong di động ra, bỗng nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Hà Thiên Na khựng lại, cẩn thận lắng nghe, nhưng lại không nghe thấy tiếng gì nữa. Thế là cô lại tiếp tục tập trung vào chơi game. Bỗng ngay sau đó, bên tai cô lại vang lên tiếng khóc thê lương của trẻ sơ sinh. Tiếng khóc gần tông gan tấc, lập tức làm Hà Thiên Na lạnh sưng sống, trái tim nhảy lên đến tận cổ, đập liên hồi. Một bàn tay bé nhỏ đặt lên bả vai của cô, hơi thở lạnh như băng thổi đến, cô cứng ngắc quay đầu lại. Trước mặt là một gương mặt sưng phù tái nhợt của trẻ sơ sinh, hai mắt trắng dã, làn da thì đen thùi, miệng tét ra đến tận mang tai, lộ ra hàm răng nanh như hàm răng cá mập, tiếng khóc sắc bén khó nghe đến phát ra từ nó. Hà Thiên Na theo phản xạ muốn thét lên, lại phát hiện dù cô cố thế nào cũng không phát ra âm thanh, cô cử động tay chân cũng không được. Cô cúi đầu, suýt nữa thì dọa loạn đến tim ngừng đập. Thì ra cổ tay và cổ chân của cô đều bị bàn tay quỷ tái nhợt nắm chặt, truyền đến từng trận đau nhức. Bởi vì quá kinh hãi mà cô không có để ý đến, giờ phút này lại phát hiện chỗ bị nắm chặt đau đến không chịu nổi. Chẳng qua là dù cô cố kêu thế nào cũng không thể phát ra được âm thanh. Tiểu quỷ sau lưng cô há cái hàm răng nhọn quắc nhằm thẳng vào cổ họng của cô. Còn người Hà Thiên Na co rút lại, sống chết trước mắt, cô bỗng phát sức mạnh và trí tuệ, cầm cái lá bùa trên tay dán vào bàn tay của tiểu quỷ, khói đen lập tức bốc lên, bàn tay quỷ biến mất, Hà Thiên Na nắm lấy tiểu quỷ dùng hết sức mà ném ra. Tiểu quỷ oa một tiếng, khóc lớn long trời lở đất, sau đó cửa phòng ngủ bị đá tung. Trần Dương cầm kiếm gỗ đào của Trương Cầu Đạo, không nói hai lời, liền ném về phía tiểu quỷ, nắm ngay giữa cổ họng của nó. Tiểu quỷ kêu lên thảm thiết, rồi hóa thành khói đen. Bàn tay quỷ nắm lấy Hà Thiên Na cũng đột nhiên buông ra, rồi rụt vào trong nệm. Muốn chạy hả? Trần Dương cầm cái sợi dây đỏ quất cho tiểu quỷ kia bật trở lại dưới điểm, sau đó dùng dây buộc cả đám lại. Bàn tay tiểu quỷ giống như là cao su, bị kéo ra thật dài rồi ném xuống đất. Sau đó cậu rút ra một cái cành liễu từ phía sau lưng, quất ba phát lên bàn tay quỷ. Cái bàn tay lập tức thu nhỏ lại. Lúc này Trần Dương đang định quất thêm phát thứ tư thì tất cả tiểu quỷ trốn dưới niệm đều chui ra và van xin cậu. Trước mặt cậu là hai tiểu quỷ có ngoại hình như thanh niên, chẳng qua là hai tay của chúng nhỏ như bị biến dạng. Hai tiểu quỷ chắp tay quỳ lại Trần Dương, chỉ cầu cậu buông tha cho chúng vì chúng chưa có làm điều gì ác. Cao Thiên Lượng không hiểu mà hỏi Trương Cầu Đạo, đại sư Trần lấy cái cành liễu ở đâu ra vậy? Tại sao lại dùng cành liễu?
Trương cầu đạo trả lời. Cành liễu được bẻ trong sân của một hộ gia đình lúc chạng vạng. Cành liễu có thể nuôi tà ma, có thể thu nhỏ tiểu quỷ. Vừa rồi anh Trần đánh ba cái lên tai quỷ, làm cho chúng thu nhỏ lại ba tấc. Nếu đánh toàn thân thì cả người cũng thu nhỏ lại còn có ba tấc. Đừng thấy chỉ đánh vào thân quỷ, nếu trước khi đi đầu thai mà không có khôi phục lại thì sau khi luân hồi đầu thai thành cái gì thì cũng bị biến dạng cả. Hai mắt của Cao Thiên Lượng sáng lên, cành liễu có tác dụng tốt như vậy? Đương nhiên, chỉ sợ không nhiều người có thể dùng được. Trương cầu đạo lạnh lùng cắt ngang cái suy nghĩ của Cao Thiên Lượng, đuổi tà ma cũng là giết hại, đều tổn hại đến âm đức, địa phủ đều ghi lại cả. Cây liễu là cực âm, âm cực thì dương, mà cũng không phải cành liễu nào cũng có thể dùng để đuổi tà ma. Xử lý không tốt cũng không phải chỉ là phạt nhẹ cảnh cáo là xong, mà là trực tiếp đánh quỷ đến hồng phi phách tán, không thể luân hồi, sẽ tạo nghiệt lớn, đều sẽ ghi chép vết vào cái sổ sinh tử. Cao Thiên Lượng ngượng ngùng xua tay nói, tôi cũng không dám đi chạm vào quỷ. Một tiểu quỷ quấn lên người đã đủ sợ rồi, trốn còn không kịp, sao có thể chủ động đi tìm quỷ chơi. Hai mắt Hà Thiên Na ngấn nước, hoảng sợ chưa có bình tĩnh lại được. Đột nhiên thấy mấy người của Trần Dương, cô yên tâm nhưng lại hỏng mất và khóc lên. Sao bây giờ mọi người mới lên? Cao Thiên Lượng nhanh chóng mà đến bên cạnh cô nói, bọn anh ngồi ngoài phòng khách, không có nghe hay nghe cái tiếng động gì cả, mà là la bàn của Trương Thiên Sư phát hiện ra vấn đề, cửa mở không được, Tràng đại sư phải mất chút thời gian mới mở được. Em có sao không? Hà Thiên Na ngừng nức nở, giơ cổ tay cổ chân lên, rất đau. Trần Dương nhìn cổ tay cổ chân đều bị bóp đến đỏ một vòng, quay đầu nhìn Trương Cầu Đạo, người sao hiểu ý lấy ra hai chai dầu mà ném cho Cao Thiên Lượng. Cao Thiên Lượng hỏi, đưa tôi làm cái gì? Người ta đau tay đau chân, anh không giúp bôi thuốc à? Trương Cầu Đạo lại ném cho một lá bùa, đeo giúp cho người ta đi, xua đuổi tà khí, may là không bị quỷ hung ác nắm lấy, nếu không thì lại phải trừ tà. Cao Thiên Lượng đón lấy cái chai dầu và cái lá bùa, nghĩ một chút, lại lấy vài cái lá bùa đưa cho Hà Thiên Na, cho em, anh, thôi, em tự so thuốc đi. Tránh cái việc bị nói là ăn đậu hũ của người ta. Trước kia Cao Thiên Lượng có ý đồ với Hà Thiên Na, đáng tiếc cô không có sắc mặt tốt đối với hắn, còn tránh hắn như là tránh hổ. Hắn cũng ngừng tâm tư, nhưng nhìn cái dáng vẻ khóc sướt mướt vừa rồi của Hà Thiên Na lại làm hắn động lòng. Hà Thiên Na nhỏ giọng nói, tay em đau quá, anh giúp em đi. Cao Thiên Lượng nghe vậy, hai mắt sáng lên, cầm chai dầu mà giúp cô thoa thuốc, động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng. Thấy hai người có tình có ý, Trần Dương xoay lưng lại, ra hỏi hai cái tiểu quỷ nọ. Tụi bay nên biết, lệ quỷ lấy mạng người sẽ bị áp giải đến La Phong Lục Cung. Hai tiểu quỷ sợ hãi, nằm sắp xuống đất, liên tục van xin. Chúng tôi không có hại người, đó giờ chưa từng hại người, mong thiên sư bỏ qua. Và thật ra thì chúng tôi đã nhiều năm không có người cúng bái, làm du hồn giả quỷ lâu lắm rồi. Trong lúc nhất thời, không chống được mê hoặc mới đi vào sai đường. May mà được thiên sư ngăn cản không phạm phải sai lầm lớn. Cầu xin hai vị thiên sư cho chúng tôi một cơ hội, đừng báo cáo chúng tôi đến La Phong Lục Cung. Chẳng qua Trần Dương là chỉ dọ bọn chúng mà thôi, cậu thấy thế bèn nói tiếp. Ai sai khiến tụi bay? Hai tiểu quỷ liếc nhìn nhau rồi nói, là một thiên sư. Thiên sư, không phải hàng đầu sư sao? Không giống lắm. Tôi thấy ông ta đeo cái thẻ bài thiên sư. Tiểu quỷ hơi hơi do dự. Không dối gạt hai vị thiên sư, thật ra cái vị thiên sư kia đã bắt đầu mua chuộc du hồn giả quỷ bán mình ở gần Long Đao Cương mấy tháng trước. Có một số, không chống nổi mê hoặc đã hại chết người, trở thành lệ quỷ. Anh em chúng tôi thật sự không có biện pháp, cũng không dám hại người. Đây mới là lần đầu tiên chúng tôi nghe theo mà để duy trì sự sống. Ông ta muốn làm cái gì? Chúng tôi không biết. Gần đây, Long Đao Cương xảy ra chuyện gì? Trước đây cũng có người chết sao? Chúng tôi đã chết mấy chục năm rồi. Chỉ khi có người muốn khai phá Long Đao Cương mới có người chết, còn lại thì không.
Nhưng gần đây Long Đao Cương rất nguy hiểm. Là sao? Không nói rõ được, nhưng có cái cảm giác rất nguy hiểm. Trần Dương gật gật đầu, hai tiểu quỷ cẩn thận hỏi: "Đại sư, chúng tôi có thể đi chưa?" "Không được hại người, phải báo cáo tội lỗi với quỷ sai." "Vâng vâng." Trần Dương phất tay ra hiệu cho hai tiểu quỷ rời đi. Sau khi chúng đi rồi, Trường Cầu Đạo lập tức hỏi: "Anh Trần, lúc trước anh làm thế nào mà xác định được người hại Hà tiểu thư là Hàn đầu sư?" Cậu đưa cho hắn hai cái viên đạn bùa ban ngày nhặt được. "Vô thực Nam Dương, vừa rồi anh cũng thấy tiểu quỷ kia nói người muốn hại Hà Thiên Na hẳn là người nuôi quỷ, chỉ là không ngờ Hàn đầu sư kia lại dính líu đến thiên sư, hơn nữa còn có khả năng rất lớn là liên quan đến việc ở Long Đao Cương. Cái gọi là Hàn quỷ, tức là thực nuôi quỷ ở Nam Dương, lợi dụng pháp thuật sai khiến hung thi giả quỷ làm việc cho mình, là một cái loại tà môn tà thuật. Trong những con quỷ được nuôi, tiểu quỷ là hung mãnh nhất, chỉ dùng trẻ con để chế thành. Thậm chí trong quá trình đó, đứa trẻ vẫn còn sống, chẳng qua không phải là người, mà cũng không phải là quỷ, uống máu tươi, tính cách hung hãn. Chân chính nuôi dưỡng thành tiểu quỷ được gọi là huyết quỷ. Tiểu quỷ vừa tấn công Hà Thiên Na cũng không phải là huyết quỷ, nếu không cũng đã không thoát được dễ dàng như vậy. Có điều chịu đòn vừa rồi của Trần Dương, Hàn đầu sư điều khiển quỷ chắc chắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.